Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 98. Đề bài như sau: Em hãy cho biết có mấy cách xếp hoa trên cây và cho ví dụ. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 2 nhỏ, phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây, sách giáo khoa trang 97. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Như vậy căn cứ vào cách xếp hoa trên cây mà người ta đã chia hoa thành hai nhóm là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. Ví dụ về hoa mọc đơn độc như là hoa sen, hoa súng, hoa thải lài Ví dụ về hoa mọc thành cụm như hoa cải, hoa cúc, hoa ngâu, vân vân. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 98